Dấu hiệu hậu Covid ở trẻ em, các bậc cha mẹ tuyệt đối không được bỏ qua. Trước tình trạng trẻ em bị nhiễm Covid bị tăng đột biến như hiện nay đã khiến các bậc cha mẹ vô cùng hoang mang và lo lắng. Hầu hết các trẻ em bị nhiễm Covid đều nhẹ và có thể phục hồi nhanh chóng hơn người lớn. Tuy nhiên, một số ít trẻ em vẫn có nguy cơ bị hội chứng hậu Covid từ nhẹ cho đến nặng, đặc biệt là hội chứng MIS-C. Thứ nhất là khó thở và các vấn đề về tim. Với những biểu hiện như đau ngực, hụt hơi, tim đập không đều, hồi hộp, mệt mỏi kéo dài, ngay cả khi hoạt động bình thường. Thứ hai, đó là mất mùi và vị. 1/4 trẻ em bị nhiễm Covid có thể bị mất hoặc suy giảm khứu giác và vị giác. Thứ ba, ảnh hưởng tới thần kinh và bị rối loạn trí nhớ. Có biểu hiện như gây mất tập trung, rối loạn ngôn ngữ và khả năng đọc và viết bị chậm. Thứ tư, mệt mỏi kéo dài và hay bị đau đầu. Thứ năm, bị rối loạn về sức khỏe tinh thần. Nguyên nhân là do trẻ sợ hãi bị nhiễm Covid, kèm theo áp lực nằm viện và cách ly dài ngày. Thứ sáu, đây là một biểu hiện cực kỳ nguy hiểm, chúng ta phải hết sức cảnh giác. Đó chính là hội chứng đáp ứng viêm toàn thân hay gọi là MIS-C. Đây là biến chứng nặng, hiếm gặp, là tình trạng viêm đa cơ quan trong cơ thể, bao gồm tim, phổi, thận, da, mắt, não, hệ tiêu hóa. Những biểu hiện này sẽ dẫn tới suy đa cơ quan. Đặc biệt, trẻ có thể bị tử vong nếu như không được điều trị kịp thời.